Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 3, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ người phụ nữ mất tích khi đi khám bệnh trên địa bàn và thi thể được tìm thấy dưới sông Sài Gòn. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 3, anh Nguyễn Cửu Lân, chở vợ là chị Nguyễn Thị Yến, 39 tuổi, cùng ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Thủ Đức. Đến cổng bệnh viện, chị Yến nói anh Lân về trong nhà để chị đi khám bệnh một mình. Về đến nhà, anh Lân phát hiện vợ để quên điện thoại ở nhà nên quay lại bệnh viện tìm, nhưng không gặp chị Yến. Thông qua camera an ninh của bệnh viện, anh Lân phát hiện lúc 9 giờ 24 phút chị Yến lên xe máy của người lạ, rời khỏi bệnh viện. Gia đình anh Lân sau đó trình báo vụ việc lên công an phường Linh Trung nhờ hỗ trợ. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện chị Yến đi cùng người lạ trên quốc lộ 1. Đến đoạn trước trường Đại học Nâm Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thì chị Yến xuống xe và sau đó mất dấu, mất tích. Đến chiều tối ngày 15 tháng 3, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể nữ giới bên dưới sông Sài Gòn, đoạn cầu Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định đây chính là thi thể chị Yến, người mất tích cách đó gần 3 ngày. Được biết, vợ chồng anh Lân có hai con nhỏ cuộc sống hòa thuận và đang thuê một mặt bằng kinh doanh ở phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức. Thời gian gần đây, hai vợ chồng áp lực công việc và phát hiện tình hình sức khỏe bất ổn. Chị sau đó có biểu hiện buồn bã, không nói chuyện với ai. Người nhà nạn nhân tiết lộ cho biết thi thể người phụ nữ xấu số không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Sáng 16 tháng 3, nạn nhân đang được người thân đưa về quê an táng theo phong tục địa phương. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ. Mới đây, có một thông tin một phụ nữ ở thành phố Pleiku, tỉnh Sa Lai mất liên lạc với người thân hơn 3 tháng nay. Công an thành phố Pleiku tỉnh gia lai cho biết kết quả kiểm tra ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Theo công an thành phố Pleiku, đơn vị không ra quyết định truy tìm nạn nhân do kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, công an thành phố Pleiku có thông báo trường hợp người mất tích đến các đơn vị cấp xã, phường để nắm thông tin, đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên. Trước đó, công an thành phố Pleiku tiếp nhận trình báo từ bà Trần Thị Đồng, ngụ phường Cha Bá, thành phố Pleiku. Bà Đồng báo cháu gọi bà bằng dì ruột là chị Lý Thị Như, 39 tuổi, tên thường gọi là Quỳnh, ngụ xã Diên Phú, thành phố Pleiku bị mất tích. Qua trao đổi thông tin, bà Trần Thị Đồng xác nhận bà là người đi báo tin cháu bà là Lý Thị Như bị mất tích. Theo bà Đồng, người thân mất liên lạc với Như hơn 3 tháng nay và không rõ đang ở đâu. Cũng theo bà Đồng, Như không có anh em ruột nào khác, không có cha mẹ đã mất và đã ly hôn chồng, có con học lớp 8. Nhiều năm nay, như sống như vợ chồng với ông LTT, ngụ ở thành phố Pleiku. Bà Đồng kể, trước thời điểm mất tích giữa Như và ông LTT có nảy sinh mâu thuẫn, Như bị ông T tát tai. Sau đó, ông T nói Như bỏ nhà đi, còn đi đâu, đi khi nào thì không biết. Cũng theo bà Đồng, ban đầu người nhà nghĩ vợ chồng giận nhau, đi vài hôm sẽ về nên không tìm kiếm. Tuy nhiên, sau thời gian dài, không ai liên lạc được với Như nên lo lắng có chuyện không may. Bà Đồng cho biết thêm, người thân tìm mọi cách để liên lạc với Như qua điện thoại, mạng xã hội nhưng đều không được. Mới đây, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh, thông báo bước đầu về nguyên nhân gây ra vụ cháy tại nhà xe tạm giữ công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận, theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 3, làm 232 xe mô tô cùng một số vật dụng tại khu vực nhà để xe tạm giữ trong trụ sở công an huyện Tánh Linh bị thiêu dụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra do sự bất cẩn của một chiến sĩ công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại công an huyện Tánh Linh. Thời điểm trên, khi một chiến sĩ công an vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ và thực hiện việc hút xăng ra khỏi bình để đưa vào bảo quản theo quy trình, khi một chiến sĩ công an khác đi từ bên ngoài vào vứt tàn thuốc vừa hút xong. Thời điểm đó có gió mạnh nên đã thổi tàn thuốc bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến vụ cháy. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Tánh Linh thực hiện bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo đúng quy định của pháp luật. Như tin đã đưa, vào khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 3, kho tạm giữ xe mô tô các vụ vi phạm hành chính của công an huyện Tánh Linh bất ngờ bị bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện vụ việc, công an huyện Tánh Linh đã huy động cán bộ chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy, đồng thời báo cáo công an tỉnh, điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Đức Linh để đến hiện trường. Cùng với đó, lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy từ thành phố Phan Thiết cũng được huy động hỗ trợ chữa cháy. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được dập tắt. Mới đây, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào chiều ngày 15 tháng 3, Dũng lái xe bán tải biển kiểm soát 29C85642 và phạm lỗi đỗ nơi có biển cấm đỗ trước số nhà 93 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng nên bị tổ tuần tra của Công an phường Trương Định xử lý. Tổ công tác yêu cầu Lê Tiến Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra, tài xế này không xuất trình được và đưa 500.000 đồng cho tổ công tác xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Dũng lên xe nổ máy, lùi xe đâm hỏng phần đầu ô tô của công an phường Trương Định, rồi lách ra, tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định, Kim Đồng, Linh Đàm, Nguyễn Xiển, ngã ba khuất duy tiến để lên đường vành đai 3 trên cao, hướng về Pháp Vân. Khi đến trước số nhà 285 Nguyễn Xỉn, ô tô bán tải tông vào xe máy do anh NSH, sinh năm 2002, trú tại Hải Dương, điều khiển. Cú tông làm anh hắt ngã ra đường, xe máy mắc vào phía trước ô tô bán tải. Chưa dừng lại, chiếc bán tải tiếp tục tăng ga ủi xe máy trên đường khoảng 150m thì mới tách được xe máy ra. Sau đó, Dũng tiếp tục điều khiển xe bán tải bỏ lên đường vành đai ba trên cao rồi va chạm với một xe tải khác. Khi tới gần Đại học Thăng Long, chiếc xe bán tải bị người dân cùng lực lượng chức năng khống chế. Kiểm tra ban đầu xác định Dũng dương tính với chất ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn. Theo kế hoạch ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạng Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, hay còn gọi là Công ty Hoàng Minh. Trước khi diễn ra phiên tòa, các cơ quan tố tụng đã nhận được đơn của hơn 1.200 nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án xin giảm án cho các bị cáo. Trong đơn, hơn 1.200 nhà đầu tư đã đề nghị tòa án, viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, với lý do toàn bộ các bị cáo đều đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm có nhân thân tốt. Đối với hai bị cáo Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Tân Hoàng Minh và Đỗ Hoàng Việt, con trai bị cáo Dũng, phó tổng giám đốc công ty Tân Hoàng Minh, các bị hại đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt vì trong thời gian ngắn họ đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn 100% số tiền của người mua trái phiếu, hơn 8.600 tỷ đồng vào kho bạc nhà nước. Những bị hại này cho rằng hành vi khắc phục hậu quả của Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt không những thể hiện sự ăn năn hối cải của bị cáo mà còn giúp cho các bị hại giải tỏa được tâm lý lo lắng, tạo niềm tin cho người dân đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong vụ án này, hai bị cáo Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt cùng với 8 bị cáo thuộc công ty Tân Hoàng Minh và 5 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 khoản 4 điểm A Bộ Luật Hình sự. Hơn 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, trong đó luật sư Giang Hồng Thanh, văn phòng luật sư Giang Thanh bao chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, luật sư Nguyễn Văn Tú, công ty luật Fasti bao chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt liên quan đến vụ án có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, do khó khăn về tài chính để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của tập đoàn Tân Hoàng Minh từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân ba công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Solay, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho tập đoàn Tân Hoàng Minh. Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như ngụy tạo hoạt động kinh doanh, bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc mua bán cổ phần, không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn. Các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu ngoài ra các bị cáo còn ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu chạy dòng tiền khống thể hiện việc công ty tân hoàng minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ ba công ty phát thành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu Viện Kiểm sát xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư khống làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu, từ đó tạo niềm tin sử dụng pháp nhân thương hiệu công ty Tân Hoàng Minh để huy động chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng. Số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Liên quan đến vụ hơn 300 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà, ngày 16 tháng 3, đại diện quán cơm gà Trâm Anh cho biết, những ngày qua quán đã tích cực liên hệ với các nạn nhân và đến các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị để hỏi thăm, đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Ngay sau khi có thông tin hàng trăm người nhập viện, sau khi ăn cơm gà của quán mình, đại diện quán Trâm Anh đã đăng tải trên mạng xã hội lời xin lỗi, trước mắt nhận trách nhiệm về mình. Đại diện quán cơm gà Trâm Anh chia sẻ, quán tôi đã hoạt động hàng chục năm, là một trong những quán cơm gà nổi tiếng tại Nha Trang, Tôi rất tiếc khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn này. Đến nay, gia đình tôi đã chủ động thanh toán viện phí cho hơn 70 trường hợp và sẽ tiếp tục liên hệ các bệnh nhân để khắc phục hậu quả. Tính đến 15 giờ ngày 15 tháng 3, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận có 345 người nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở quán Trâm Anh. Hiện các ca bệnh đang điều trị có một số bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn, sốt, đi cầu phân lỏng, đau quặn bụng từng cơn. Đáng chú ý, một trường hợp bệnh nhân nữ mang thai 18 tuần đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa diễn biến nặng. Bệnh nhân sốt 38,5 độ, buồn nôn, tiêu chảy hơn 10 lần, đau bụng quanh rốn. Trường hợp này đã được chuyển vào khoa hồi sức tích cực chống độc để theo dõi điều trị sát. Các ca bệnh nặng người già trẻ em đã được các cơ sở y tế chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh tiếp tục điều trị. Trước đó, trong chiều 15 tháng 3, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng đã có thông báo kết luận ban đầu về việc kiểm tra giám sát việc điều trị bệnh nhân ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây nhiễm độc, nhiễm khuẩn trong vụ nghi ngộ độc cơm gà ở quán cơm gà Trâm Anh, thành phố Nha Trang. Kết quả tại Bệnh viện Vinmec, Nha Trang cho thấy, cấy phân của hai bệnh nhi ngộ độc nghi do ăn cơm gà của quán Trâm Anh cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu trong việc điều trị, bước đầu đề xuất định hướng điều trị theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella. Với kết quả tham khảo, kháng sinh đồ sớm nhất từ Bệnh viện Đa khoa Vinmec để cân nhắc việc lựa chọn kháng sinh cho phù hợp. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận thu dung điều trị ca bệnh có liên quan đến vụ việc nêu trên mới đến nếu có, đồng thời tiếp tục chăm sóc điều trị bệnh nhân chủ động theo dõi sát các ca bệnh ngộ độc đang điều trị nội ngoài trú tại đơn vị. Khi có ca bệnh diễn biến bất thường chuyển nặng, Sở đã yêu cầu các đơn vị y tế cần kịp thời hội chẩn chuyên môn với bệnh viện đa khoa tỉnh để đưa ra giải pháp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân, tránh chậm trễ để người bệnh chuyển biến nặng vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị. Đồng thời tiếp tục theo dõi diễn tiến bệnh và cập nhật kết quả xét nghiệm cụ thể của từng người bệnh bị ngộ độc để điều chỉnh các chỉ định lâm sàng hợp lý. Một lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắc ngày 16 tháng 3 cho biết, sau khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và Trường Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa báo cáo kết quả giải quyết Thời gian qua, sở luôn quan tâm vấn đề này, nhưng đây là vụ việc chưa có tiền lệ, nên hiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trước đó, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản phản hồi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắc về việc học sinh không có hồ sơ học tập trong quá trình học tại trường trung học cơ sở Lạc Long Quân, thành phố Buôn Ma Thuột và đơn kêu cứu khẩn cấp của phụ huynh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hồ sơ khám bệnh của em DXH mắc chứng rối loạn phát triển lan tỏa từ ngày 28 tháng 5 năm 2015 tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Căn cứ vào các quy định, em H có quyền được học giáo dục hòa nhập và đã được tiếp nhận học lớp 6 tại trường Trung học cơ sở Lạc Long Quân từ năm 2020 năm 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột hướng dẫn trường trung học cơ sở Lạc Long Quân phối hợp với gia đình giả soát, hoàn thiện hồ sơ, kết quả học tập của học sinh theo quy định của pháp luật, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người học và chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023 đến nay, vụ việc của em H vẫn chưa được ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắc giải quyết xong, khiến phụ huynh em này tiếp tục có đơn thư. Phụ huynh của em học sinh H, bà Nguyễn Thị Huyền, bức xúc cho biết bà vừa tiếp tục gửi đơn cầu cứu tới lãnh đạo tỉnh Đắk Lắc theo bà Nguyễn Thị Huyền, hơn 3 tháng kể từ ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo, cơ quan chức năng vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ cho con bà. Bà Huyền cho biết, cháu đã không được đi học gần một năm nay và suốt ngày hỏi mẹ khi nào con được đi học. Tôi đã 5 lần 7 lượt lên đến các cơ quan liên quan để đề nghị giải quyết nhưng vẫn chưa được. Trước đó, đầu năm học 2020-2021, em Hát được bố trí học tại lớp 6D, trường trung học cơ sở Lạc Long Quân, do ở lại lớp sau khi phụ huynh có đơn trình bày em hát bị tự kỷ trong các năm học tiếp theo, em được cho lên học các lớp 7, 8, 9 mà không có hồ sơ đánh giá xếp loại giáo dục. Đến cuối năm học 2022-2023, do không có kết quả học tập nên em hát không được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Từ đó, phụ huynh học sinh đã khiếu nại đề nghị công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở em hát cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ án cướp tài sản giết người và hiếp dâm xảy ra tại nhà trọ ở phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức do Nguyễn Đăng Khoa 25 tuổi quê Tiền Giang thực hiện. Nạn nhân trong vụ án này là chị VTT 25 tuổi quê Đồng Nai. Trong vụ án này, cơ quan chức năng chưa thu hồi được vật chứng là một điện thoại di động hiệu iPhone 12 Pro màu xanh, dung lượng 128 GB, số IMEI 3589 0945-154-834-42908. Theo đó, cơ quan công an đề nghị người dân thấy hoặc đang giữ điện thoại di động có đặc điểm nêu trên cần liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, gặp điều tra viên Lương Văn Hải, đội 3, phòng PC01. Số điện thoại 0902785865 để cung cấp thông tin. Như đã đưa tin, chiều ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 Tết, Công an phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức nhận được tin báo của chị VTH quê Đồng Nai về việc em ruột là chị T đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được từ cuối buổi chiều ngày 8 tháng 2. Gia đình từ Đồng Nai lên phòng trọ của chị T thì phát hiện có nhiều dấu vết bất thường nên đã trình báo vụ việc đến Công an thành phố Thủ Đức. Vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh từ camera gần khu vực gây án, công an xác định từ chiều ngày 8 tháng 2, chị T chưa từng rời khỏi dãy trọ. Thay vào đó, họ phát hiện Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê Tiền Giang, cùng dãy trọ với nạn nhân, liên tục ra vào dãy trọ và chở theo nhiều túi ni lông màu đen ra bên ngoài. Công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng báo cáo vụ việc cho Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giám đốc nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại nên ngày 12 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, phân công Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án. Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Cảnh sát đã di lý Khoa về cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tập trung đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận, ngày 8 tháng 2, thấy chị T chuẩn bị hành lý về quê nên Khoa đã nhờ chị T qua phòng phụ dọn đồ đạc. Tại đây, Khoa ra tay sát hại nạn nhân, cướp tài sản và hiếp dâm. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Khoa dùng dao phân tử thi nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông màu đen, đem phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, phường Tăng Nhân Phú A. Trong quá trình gây án, khoa đã cướp của nạn nhân một số tài sản trong đó có chiếc iPhone 12 Pro màu xanh. Hiện vụ án sát hại cô gái ở thành phố thủ đức đang được công an tiếp tục làm rõ. Theo thông tin từ lãnh đạo Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông PHB, sinh năm 1984. Ông PHB là người đã đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 3 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cụ thể, vào chiều ngày 14 tháng 3, một cán bộ hải quan tỉnh Nghệ An đã xác nhận người điều khiển xe máy là anh PHB, sinh năm 1984, đang công tác tại tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Anh B trong lúc lưu thông trên đường đã va chạm với ô tô đoạn ở vòng xoay đại lộ Lenin, thành phố Vinh vào sáng ngày 13 tháng 3. Vị cán bộ trên cho biết B đã điện thoại báo cáo lại toàn bộ sự việc, sau đó những người liên quan đến làm việc tại Công an Phường Hưng Dũng và Công an thành phố Vinh. Đây là sự việc đáng tiếc trong ứng xử khi tham gia giao thông. Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông PHB. Hiện Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy cũng đang chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra để có hình thức kỷ luật đối với ông PHB. Ông PHB là cán bộ công tác tại Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, đóng tại địa bàn huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Trong các ngày từ 11 đến ngày 15 tháng 3, ông PHB được triệu tập đi thi đánh giá năng lực tại thành phố Vinh. Còn anh DDH, chồng của nữ tài xế ô tô chia sẻ, sự việc xảy ra khiến gia đình mệt mỏi. Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà tài xế xe máy đã đến xin lỗi gia đình. Người chồng cho biết, may khi người này đập vỡ kính ô tô thì kính không văng vào mặt vợ tôi. Lúc anh ta ném mũ bảo hiểm cũng không trúng người, được biết tài xế xe ô tô là một nữ cán bộ quân đội. Trước đó khoảng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô. Vào thời điểm trên, nam thanh niên đi xe máy Honda ebullit đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã xe, nam thanh niên hùng hổ lập tức cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô. Toàn bộ hành động của nam thanh niên được người tham gia giao thông quay lại và đăng lên mạng xã hội. Nhiều người xem xong clip bày tỏ rất phẫn nộ trước hành vi hùng hổ hủy hoại tài sản của nam thanh niên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra, hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 Bộ Quốc phòng đã thống nhất điều chuyển công tác đối với bà LTN Thiếu tá, 42 tuổi, chú tổ 8 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai, đang công tác tại Bệnh viện Quân y 211 đến nơi công tác khác. Hiện quân đoàn 3 cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ nhân viên vi phạm. Chủ trương của Quân đội Nhân dân Việt Nam kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Quân đoàn 3 đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ nhân viên vi phạm. Đây cũng là bài học nghiêm khắc gian đe cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Trước đó, tối 29 tháng 2, trên đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, công an thành phố Pleiku kiểm tra phát hiện bà N chạy ô tô biển kiểm soát 81A32333, mà trong hơi thở có nồng độ cồn. 0,699mg trên lít khí thở, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Thời điểm dừng kiểm tra nồng độ cồn, bà N nhiều lần gọi điện thoại và đề nghị tổ kiểm tra bỏ qua vi phạm nhưng không được. Ngoài ra bà N còn không xuất trình giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Đến ngày 5 tháng 3, bà N đến trụ sở công an thành phố Pleiku xuất trình một giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 81A32333 do ông NTP làm chủ sở hữu và một giấy phép lái xe hạng B2 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày 10 tháng 9 năm 2020 có giá trị đến năm 2030. Trước vi phạm trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng, tước bằng lái xe hạng B2 thời hạn 23 tháng đối với bà N.